Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Phòng chống gian lận trong thi cử. Ninh Thuận, cháy nhà dân, ba mẹ con thương vong. Bình Dương, băng cướp có tiền án xa lưới. Đà Nẵng, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cho các khu dân cư. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ diễn ra ngày 22 tháng 6 tới đây. Ngay trước kỳ thi, nhiều thiết bị công nghệ cao dùng để gian lận trong thi cử được phát hiện. Bên cạnh đó, vẫn còn những nỗi lo bố trí phòng thi đang được các địa phương gấp rút hoàn tất. Và đây cũng là thông tin mở đầu chương trình hôm nay. Năm nay, Hà Nội có 72.939 hồ sơ đăng ký dự thi. Toàn thành phố có 112 điểm thi với 3.057 phòng thi. Theo Công an thành phố Hà Nội, những ngày qua, lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thu giữ hàng chục bộ thu phát phục vụ hành vi gian lận thi cử. Công an thành phố đã có kế hoạch triển khai đến công an các quận, huyện, thị xã về việc bảo đảm các điều kiện an toàn cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Để hỗ trợ cho các thí sinh, Thành đoàn Hà Nội cho biết đã bố trí các đội hình tại các điểm thi cung cấp nước uống, quạt mát, phân luồng giao thông, trong xe miễn phí cho người nhà thí sinh. Toàn thành phố có từ 7.000 tới 10.000 tình nguyện viên. Tại mỗi điểm thi sẽ cung cấp khoảng 600 chai nước quạt mát. Sau nhiều năm, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tổ chức theo hướng tập trung học sinh nhiều trường về một điểm thi, thì nay thí sinh được quay trở lại dự thi ngay tại địa phương. Theo phản ánh từ các sở giáo dục và đào tạo, năm nay nếu các địa phương không bố trí phòng thi hợp lý cho đối tượng thí sinh tự do sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Do vậy, cần tăng cường các biện pháp để phòng chống gian lận trong thi cử. Chính phủ vừa thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018. Quyết định này của chính phủ nhằm đảm bảo mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ở các vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đồng ý tiếp tục thực hiện các chính sách được quy định tại quyết định số 1033 trên QĐ-TTG ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Tây Nguyên và những huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các địa phương tham gia thí điểm taxi công nghệ, yêu cầu thống kê, rà soát chính xác số lượng tham gia, đồng thời dừng cấp phép thí điểm mới nhằm hạn chế tình trạng bùng phát taxi công nghệ, gây áp lực lên hạ tầng, bất bình đẳng với các loại hình dịch vụ vận tải khác. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện cơ quan quản lý đã cấp phép thí điểm hoạt động cho loại hình taxi công nghệ với tên gọi xe hợp đồng ứng dụng công nghệ cho 7 đơn vị gồm GrabCar, ThanhCongCar, MyLinkCar, HomeCar, Uber, LBCar, VietCar. Thưa quý vị, trong năm 2017, ngành điều Việt Nam dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 360.000 tấn điều nhân các loại, trị giá xuất khẩu các sản phẩm điều đạt 3 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với năm 2016. Còn trong năm 2016, các doanh nghiệp ngành điều Việt Nam xuất khẩu được 350.000 tấn điều nhân các loại, giá trị xuất khẩu trên 3 tỷ đô la, bao gồm khoảng 2 tỷ 850 triệu đô la điều nhân, còn lại là các sản phẩm phụ của điều. Theo Hiệp hội điều Việt Nam, đây là năm thứ 11 liên tiếp ngành điều Việt Nam giữ vị trí dẫn đầu thế giới về xuất khẩu điều nhân, tiếp tục duy trì thị phần trên 50% tổng giá trị thương mại nhân điều toàn cầu. Tại buổi làm việc mới đây giữa Hiệp hội điều Việt Nam với Hội đồng hạt quả khô quốc tế và Hội đồng điều toàn cầu, các bên đã thống nhất một số nội dung. Theo đó, Hội đồng hạt quả khô quốc tế và Hội đồng điều toàn cầu cam kết đồng hành và bảo trợ Hiệp hội điều Việt Nam trong các hoạt động như xúc tiến, quảng bá giá trị dinh dưỡng của hạt điều Việt Nam. Hội nghị điều quốc tế thường niên tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay, các hoạt động thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm điều của Việt Nam, các chương trình sản xuất sạch hơn và phát triển bền vững. Vài năm trở lại đây, hiệu quả kinh tế từ cây chanh leo ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã thực sự khiến cho người dân ngỡ ngàng. Câu chuyện của ông Bùi Văn Quang, xã Quang Trung là một minh chứng. Với mô hình trồng cây chanh leo, mỗi năm gia đình ông đã thu nhập gần 300 triệu đồng một hecta. Ông Quang biết đến cây chanh leo khi được đi tham quan tại một nhà máy chế biến rau quả ở Nghệ An, được hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp nguồn giống. Ông Quang đã quyết định trồng cây chanh leo trên 1 hecta tại khu trang trại của gia đình. Cái cây chanh leo phát triển rất nhanh, có thể là một đêm á, cái ngọn nó ra có thể 15-20 phân luôn. Mà 1 hecta chanh leo là riêng thường xuyên lao động chính để chăm sóc á, là phải 2 người.
Cây chanh leo phù hợp với địa hình có độ dốc thoải, thoát nước nhanh, đất thoáng xốp. Đây là cây ưa ẩm nên thường xuyên phải tưới nước. Mỗi hecta trồng chanh leo phải đầu tư gần 150 triệu để xây dựng hệ thống cột, dàn, hệ thống phun nước tự động. Song với hai vụ thu hoạch, sau khi trừ chi phí, một hecta chanh leo cho thu hoạch gần 300 triệu một hecta một năm. Để tận dụng tối đa diện tích đất, ông Quang còn trồng cây ghệ dưới dạng chanh leo để tăng thêm thu nhập. Cây chanh leo cũng đang được nhân rộng ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc với diện tích 7 hecta. Để phát triển cây chanh leo có hiệu quả, các địa phương cần có sự kết nối, hợp đồng với nhà máy chế biến để tiêu thụ sản phẩm. Chuyển sang một số thông tin dân sinh đáng quan tâm. Thưa quý vị, vào khoảng 12 giờ ngày 18 tháng 6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà của một hộ dân ở thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, khiến ba mẹ con thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân xung quanh nhìn thấy khói bốc ra từ căn nhà của chị Hưởng nên đã hô hoán, nhưng không nghe tiếng trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, một số người đã phá cửa xông vào, thấy khói mù mịt từ phòng ngủ. Sau đó, mọi người phát hiện chị Phan Thị Thu Hưởng, 32 tuổi đã tử vong. Hai con của chị Hưởng là cháu Lương Minh Phú 2 tuổi và Lương Minh Phát 5 tuổi ngất xỉu do bị bỏng nặng và ngạt khói. Hai cháu lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Theo nhiều hộ dân sinh sống cạnh ngôi nhà bị cháy cho biết, sự cố xảy ra vào thời gian nghỉ trưa. Hơn nữa, ban đầu đám cháy xảy ra tại phòng ngủ của gia đình. Vì vậy, không ai có thể phát hiện kịp thời để xử lý. Khi xảy ra vụ việc, chồng chị Hưởng không có ở nhà. Trong buổi chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành hoạt động khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Tin ban đầu từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Ninh Thuận, nguyên nhân vụ cháy nhà có thể do chập điện. Thưa quý vị, nằm dưới chân núi của tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, đầm Nha Phu từ lâu nay đã trở thành một địa điểm dã ngoại lý tưởng của người dân thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, từ gần một năm nay, nơi này đã biến thành một bãi rác lộ thiên kinh hoàng, tràn ngập các rác thải sinh hoạt và ăn uống. Bãi biển đẹp này đã thu hút rất đông người dân thành phố Nha Trang đến dã ngoại vui chơi vào những ngày cuối tuần, những ngày lễ Tết. Nhiều gia đình đã tổ chức sinh hoạt ăn uống, câu cá thư giãn tại đây. Tuy nhiên, do không ai quản lý nên người dân đã xả rác thải bừa bãi gây nơi sinh hoạt, khiến điểm dã ngoại này trở thành một bãi rác lộ thiên khổng lồ tràn ngập ra biển, gây choáng ngợp cho những ai lần đầu đến đây. Rất mong chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thu dọn sạch bãi biển để giữ gìn nét đẹp của điểm dã ngoại cũng như bảo vệ hệ sinh thái môi trường biển. Thưa quý vị, vấn đề nan giải nhất hiện nay đối với các địa phương ở vùng ven biển của tỉnh Quảng Ngãi đó là tình trạng ô nhiễm rác thải. Tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương vẫn chưa quy hoạch được các điểm đổ rác thải tập trung, chưa hình thành được các đội thu gom xử lý rác thải. Do vậy mà nạn ô nhiễm rác thải vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Sau đây là ghi nhận của chương trình về vấn đề này. Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi từng là điểm nóng về ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra. Thế nhưng từ đầu năm 2016 đến nay, khi nhà máy xử lý rác thải Lý Sơn đi vào hoạt động, thì lượng rác thải sinh hoạt trên đảo đã được thu gom xử lý. Do vậy mà tình trạng người dân đổ rác thải ra biển gây ô nhiễm đã được hạn chế đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn ở các địa phương ven biển khác của tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa xây dựng được đội thu gom rác, cũng như đầu tư các điểm xử lý rác thải tập trung. Nhiều địa phương ven biển cũng đã xây dựng kế hoạch để đưa mô hình thu gom, xử lý rác thải vào hoạt động, nhưng vẫn chưa thể triển khai được vì thiếu nguồn lực và kinh phí thực hiện. Thì lâu giờ thì cũng mang được cái cấp chính quyền cũng quan tâm, rồi được hỗ trợ cho địa phương. Thì sớm có cái đầu thu gom rác thải để có những đầu thu gom sẽ gom rác về những nơi quy định để cho môi trường của nhà còn sạch hơn. Thì trong thời gian tới thì ở địa phương phải có cái kế hoạch của địa phương trong công tác bảo vệ môi trường địa phương mình. Thì địa phương có thể nghĩ tới là vấn đề đầu tư những cái lò đốt rác mà quy mô công suất nó nhỏ để phục vụ cho con nhỏ. Nhưng mà đối với cái lĩnh vực này thì nó cũng có hơi một cái khó. Cái nguồn kinh phí đầu tư cho môi trường thì ở toàn tỉnh thì nó cũng còn có phần hạn chế. Làm sạch biển giúp cho môi trường biển xanh, sạch đẹp. Không chỉ dựa vào những chiến dịch ra quân làm sạch biển, vấn đề quan trọng mang tính bền vững hơn trong bảo vệ môi trường biển đó là phải sớm xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải ở các vùng biển. Có như vậy thì mới xử lý triệt để được nạn ô nhiễm rác thải vốn đang là câu chuyện khó giải quyết nhất của chính địa phương vùng biển. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã xác định 40 vị trí sạt lở bờ sông, kênh rạch ở mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành khảo sát, đánh giá những khu vực có nguy cơ sạt lở cao và đưa ra phương án ứng phó, xử lý sự cố sạt lở tại địa bàn. Trong tổng số 40 điểm sạt lở của thành phố Hồ Chí Minh, thì huyện Nhà Bè là địa phương có nhiều điểm sạt lở nhất với 16 điểm. Tiếp đến là các quận Thủ Đức, quận 2,
huyện Cần Giờ, mỗi địa phương có 5 điểm sạt lở ở mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Hiện thành phố đang triển khai 33 dự án xây dựng kè tại 35 vị trí sạt lở. Đầu mùa mưa thì chúng tôi đều triển khai công tác khảo sát đánh giá và có cái báo cáo cho thành phố cũng như gửi các quận huyện liên quan để mà cảnh báo cho người dân. Thì ngay đầu tháng 6 này chúng tôi đã có cái thông báo cho các địa phương. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở tại thành phố Hồ Chí Minh là do chế độ dòng chảy thay đổi từ việc khai thác cát trái phép, từ đó gây mất cân bằng bùn cát, cộng với cốt nền yếu và những tác động của hoạt động giao thông thủy. Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã dẫn đến gia tăng xói lở bờ sông kênh rạch. Do đó, ngoài việc khảo sát tổng thể tình trạng sạt lở, thành phố Hồ Chí Minh cần đưa ra những giải pháp lâu dài nhằm hạn chế sạt lở cho khu vực ven bờ. Hạn chế bớt là sự thay đổi dòng chảy, hạn chế bớt là cái thuyền bè đi lại, hạn chế bớt là cái gì? Cái sử dụng cái bờ sông, kè rò đá hoặc là những cái tảng đá mà nhiều cành, nhiều góc, đa hình, đa dạng ấy, cũng là một cách thôi. Về lâu dài, thành phố tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng sạt lở, ổn định cuộc sống cho người dân, đồng thời đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ chống sạt lở. Nối tiếp chương trình là phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, biết rõ những hậu quả của ma túy gây ra đối với con người và xã hội, nhưng vì món lợi trước mắt, hai chị em gái đã cùng nhau vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. 14 bánh heroin là tang vật mà Công an tỉnh Lào Cai thu giữ được tại hiện trường sau khi bắt giữ hai đối tượng này. Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt quả tang hai đối tượng là Giàng Thị Dớ, trú tại huyện Vân Hồ, và Giàng Thị Bàn, là em gái ruột của Dớ, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, khi đang điều khiển xe máy vận chuyển trái phép 14 bánh heroin. Theo đó, chiều tối ngày 17 tháng 6, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, thì phát hiện hai đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này để lấy tiền công 20 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 18 tháng 6, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giam 3 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản là Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại Hậu Giang, Lê Văn Tài, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại Bình Dương, và Dương Thắng Nghĩa, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan công an, 3 đối tượng này từng có tiền án về tội cướp tài sản và quen biết nhau trong thời gian chấp hành án ở trại giam Tống Lê Chân. 25 tháng 1 năm 2017, sau khi ra tù, Nguyễn Tấn Tài đã móc nối với các đối tượng trong nhóm đi cướp. Đêm 2 tháng 6, các đối tượng đã cướp xe của một phụ nữ trên đường DT746, đoạn qua xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên. Thời điểm này, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã kịp thời phát hiện, truy đuổi, bắt giữ được Nguyễn Tấn Tài. Nguyễn Tấn Tài khai nhận trước đó đã cùng Lê Văn Tài, Dương Thắng Nghĩa và Phạm Văn Từng, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại Hậu Giang, thực hiện 3 vụ cướp khác. Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành truy bắt các đối tượng. Đến ngày 17 tháng 6, hai đối tượng Lê Văn Tài và Dương Thắng Nghĩa bị bắt giữ, riêng Phạm Văn Từng đang bị Công an huyện Bắc Tân Uyên truy nã. Cũng trong ngày 18 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dồng Riền, tỉnh Kiên Giang cho biết đã thực hiện lệnh tạm giam bị can Danh Bình, 43 tuổi, ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Dồng Riền về hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, Bình khai nhận do thường nằm mơ thấy ác mộng, cho rằng mình bị nhà hàng xóm yểm bùa nên tìm cách trả thù. Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2017, Bình qua nhà hàng xóm gặp chị Sang xin mồi thuốc hút. Lợi dụng lúc chị Sang đem quẹt lửa đi khất, Bình lấy cây dao yếm chém vào mặt làm chị Sang bị thương và bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, Bình tiếp tục cầm dao rượt chém chị Mai đang câu cá gần đó nhưng không kịp. Bực tức, y quay lại nhà chị Sang thì thấy anh Danh Lợi đang bị bệnh bại liệt nằm trên giường không chạy được, nên Bình dùng dao chém liên tiếp vào người anh Lợi cho đến khi lưỡi dao tuột ra khỏi cán, y mới dừng lại rồi bỏ đi. Hậu quả làm anh Lợi bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Khoảng 5 giờ 15 phút ngày 19 tháng 6, trên quốc lộ 1, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe tải, khiến nhiều người ngồi trên xe la hét, hoảng loạn. Vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 17A07001 và xe tải nặng mang biển kiểm soát 76C07355 cùng lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Tân. Cái còn cách giao lộ Nguyễn Văn Quá khoảng 200m, ô tô chuyển sang đặt đường thì bị xe tải nặng tông trúng. Sau cú tông, ô tô xoay chắn ngang đầu xe tải và bị đẩy đi nhiều mét trên đường mới dừng lại.
Tại hiện trường, ô tô bị bóp méo, rạn nứt kính chắn gió, nắp người ngồi trong ô tô bay bắn thoát chết. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài đến giờ cao điểm sáng gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, các phương tiện được di dời khỏi hiện trường để tỏa ùn xe. Phần cuối chương trình như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, vào thời điểm nắng nóng, mức tiêu thụ nước sinh hoạt của người dân cũng tăng lên, dẫn đến nguồn nước bị thiếu hụt, tác động xấu đến sinh hoạt, sản xuất của người dân. Tại thành phố Đà Nẵng, mặc dù mới đầu mùa nắng nóng, nhưng người dân tại nhiều khu vực đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Dù cho công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng đã triển khai đưa các bồn chứa nước đến tận khu dân cư thiếu nước để hỗ trợ người dân, nhưng xem ra đó mới chỉ là giải pháp tạm thời. Phóng sự ngắn sau đây sẽ phản ánh rõ nét hơn về tình trạng này. Mời quý vị theo dõi. Theo xí nghiệp cấp nước Sơn Trà, tình trạng cấp nước trên địa bàn quận hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, rất nhiều khu dân cư nằm ở cuối nguồn nước đã xuất hiện tình trạng thiếu nước cục bộ. Dù công ty đã kịp thời hỗ trợ, nhưng với tình trạng thiếu nước kéo dài như hiện nay, cũng không đủ phục vụ nhu cầu của người dân. Bây giờ công ty cấp nước làm như vậy thì rất cảm ơn. Nhưng mà có một số gần gũi thì họ có thể lái nước về ở xa được. Còn như gia đình chúng tôi là hai vợ chồng già cả, không có thể mà lái nước được. Nó sự khó khăn. Không chỉ đi quận Sơn Trà, mà trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện rất nhiều khu vực dân cư nằm ở quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn cũng bị thiếu nước nghiêm trọng và kéo dài. Ngoài quý dân đáng đóng khô hạn, tại công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng, thực tế là nhu cầu sử dụng nước đã vượt công suất cấp nước từ lâu. Bình thường là công suất của nhà máy đã thiếu với nhu cầu rồi. Thì hiện nay đương vào mùa nắng nóng thì nhu cầu sử dụng nước của dân cũng như sản xuất là tăng lên khoảng 25-30% nữa. Thì như vậy cái vấn đề thiếu nước nó thêm nghiêm trọng hơn. Để giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt, thành phố cũng đã chủ trương đầu tư xây dựng các dự án nhà máy nước mới và nâng cấp nhà máy nước Cầu Đỏ. Tuy nhiên, thực tế là các dự án này vẫn còn trên giấy và chỉ có nhà máy nước Cầu Đỏ mới đang được triển khai. Đà Nẵng sẽ còn tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu nước tại các khu dân cư khi mà mùa nắng nóng mới chỉ bắt đầu. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Khánh Hòa cứu nạn thành công thuyền viên bị tai biến liệt nửa người bên trái. Thành phố Hồ Chí Minh, người dân ủng hộ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Đà Nẵng bắt 10 tấn hàng lậu vận chuyển trên tàu hỏa từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Nghịch lý đằng sau nông sản rớt giá.